Ok anh em, thì hôm nay tiện thể là mình sắp phải tuần sau là mình có học về design pattern ở trên lớp mà phải học lại cái vài design pattern, thì mình có đọc lại cái sách Head First thì mình động lại cái khái niệm là loose coupling với cả programming to interface not implementation. Đấy thì cái khái niệm này thực ra là anh em có thể là anh đã dùng nhiều rồi nhưng mà anh có thể là vẫn chưa biết tên, hoặc là có thể có anh em chưa biết, thì mình sẽ nói về cái khái niệm này. Ok. Đấy, thì hai cái từ khóa này anh em search ấy, thì hầu như nó là một nhá, bởi vì là đấy nhá, ví dụ anh em mình sẽ ví dụ cho anh em về cái loose coupling này nhá. Ví dụ anh em đã từng code JavaSpring rồi đúng không? Ở kỳ trước. Anh em đã code JavaSpring chẳng hạn. Thì ví dụ có một cái controller là ví dụ mình có bài toán là quản lý cái tòa nhà văn phòng đi, thì mình quản lý cái công ty trong cái tòa nhà đấy chẳng hạn đúng không, mình có một cái company controller, đấy là cái tầng controller đúng không, là cái tầng tầng nó sẽ trả về API ấy, về JSON ấy. Đấy thì cái tầng controller này đúng không, thì bình thường là anh em ấy sẽ phải gọi cái tầng service ở dưới đúng không. Đấy thì có một cái sẽ có một cái lớp company service ở cái tầng service ở dưới đúng không, để anh em gọi ấy, để anh em gọi được cái những cái phương thức ở trong cái tầng service đấy ấy. Nhưng mà ấy, cái vấn đề ở đây là có một vài lúc mà mình code ấy, thì có một vài bạn hỏi mình là tại sao đoạn là company service này company service này mình lại phải đi implement một cái interface là e-company service đấy, xong rồi mình lại dùng cái e-company service này ở trong cái controller ấy là reference đấy, rồi mình auto while mình dùng reference ấy. Đấy, thì tại sao mình lại phải làm như vậy ấy? Đấy, thì cái rules coupling này sẽ trả lời cho câu hỏi đấy, nó sẽ tách bạch các cái nhiệm vụ giữa các tầng với nhau. Đấy. Nghĩa là ở cái thằng controller này nó sẽ chỉ cần biết là nó đang nói chuyện qua cái interface, nó cần cái interface nào mà làm được những cái việc là save hay là file all của nó thôi, không quan tâm là ở dưới ấy thực hiện được như thế nào. Cho nên là cái sự thay đổi của code ở những cái tầng khác nhau ấy, thì nó rất ít ảnh hưởng đến nhau, bởi vì chúng nó nói chuyện với nhau qua những cái interface này, những cái y này, viết tắt là mình đặt tên class là cái y hay là y, cho nên là biểu hiện cho interface đấy, đó. Nói chuyện qua những cái interface này thôi, qua những cái hàm này của interface, chuyện qua cái reference này, có những cái hàm này. Rồi thế thì hoặc là nhé, ở trong Java như Android thì anh em cũng gặp cái loại loose coupling này rồi đúng không? Ví dụ như ở trong bài hôm trước mình về cái adapter ấy, cái mà xử lý cái sự kiện on click trên một cái item ấy, thì phải là cái này đúng không, cái thằng sự kiện on click xảy ra đúng không, ở bên lớp adapter ấy nó sẽ nói chuyện, sẽ chuyện với cái thằng bên mà gọi nó ấy, bằng một cái interface là item click listener đúng không. Đấy, xong do something là làm cái gì đấy thì ở bên kia sẽ lo đúng không. Đấy, nó giúp cho càng buộc lỏng ấy, diễn cho chúng ta có thể sử dụng lại được cái adapter này. Thì đấy là cái lợi của cái coding to interface đấy, tức là mình code thẳng cái implementation vào trong cái này luôn đấy, đúng không, chuyện với các tầng khác nhau linh hoạt, mình có thể sử dụng lại được cái này. Thì mình sẽ nói qua một chút nhá. Ví dụ mình sẽ lấy một cái ví dụ nhé. Ví dụ mình sẽ thử mở cái tạo cái project này. Project Java bình thường thôi. Additional. Project name này là Loose coupling đi. Mở một cái project Java bình thường dễ nhá. Ví dụ nhá, mình có file thế này đi. Class là A đi đúng không?
cái class là A nhé. Và cái class A này đúng không? Nó muốn sử dụng có một cái hàm là ví dụ như này đi. In A đấy, ví dụ đi. Nhưng mà để mà làm được, để là mà nó thực hiện xong được cái tác vụ là do something in A ấy, nó phải 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 dùng cái hàm do something in một cái lớp khác đúng không? Ví dụ mình có một lớp khác là lớp B này đúng không? Class là B đi đúng không? Đây thì mình cần phải có cái hàm, cái lớp này sẽ có một cái hàm là do b, thấy cho nó hàm này là get out do things in b đi đấy. Và cái thằng A đấy nó muốn gọi cái phương thức của cái b này đúng không, nó gọi cái phương thức do something in b này để nó thực hiện xong cái do something in a này của nó đúng không, gọi là nó sẽ phải làm gì, nó sẽ phải gọi là thể là anh em sẽ làm như này đúng không, cái này b này đúng không, reference của nó là b đúng không đấy, xong rồi anh em sẽ chuyển cái b này qua constructor hoặc là hoặc qua cái getter setter gì đấy cũng được, anh sẽ chuyển nó qua cái này đúng không đấy, để anh em có được cái reference của cái b này đúng không, rồi anh em lấy b do something in b, anh sẽ làm như vậy đúng không, bình thường là anh sẽ làm như vậy. Nhưng mà cái vấn đề xảy ra ấy là làm như vậy thì cái implementation là cái, nó vẫn bắt buộc là phải sử dụng cái class B ấy. Giả sử mà anh em làm cái hệ thống lớn, giả sử mà code của cái implementation của cái B này ấy, dài quá nhưng mà nó kiểu như là nó bị có lỗi gì đấy đúng không? Nếu mà sửa lỗi thì sẽ tốn rất nhiều thời gian đấy, và em muốn lắp cái code khác vào ấy nó cũng khó kiểu đấy, nên ý là em muốn, giả sử em muốn lắp cái code khác vào ấy mà nó thực hiện cùng cái tác vụ để mà hoàn thành được cái A này rất là khó khăn đúng không, là ấy, anh em sẽ phải bình thường ấy khi mà các tầng nói chuyện với nhau ấy, các cái lớp nói chuyện với nhau ấy, thì nó sẽ nói qua một cái interface, giả sử là interface of B đúng không? À mình để là interface chứ nhỉ? B đúng không? Có hàm là do something in B. Và thằng B này nó sẽ phải implement lại cái đấy. Implement lại cái interface of B này. Ok. Override mình đi. Đấy, thì sau đó cái class A sẽ mới nói chuyện với thằng B thông qua cái interface of B này. Interface of B. Bởi vì ấy, em thấy B nó implement từ cái interface of B cho nên là một cái instance của B ấy, cái lớp B này cũng có thể gắn được bằng reference của một cái interface of B đúng không? Đấy, cho nên là ở đây ở lớp A ấy, mình mới để cái reference là kiểu interface of B, anh em để B cũng được nhưng mà làm như vậy nó sẽ là một cứng ấy, kiểu là nó bắt buộc phải là lớp B thì nó mới gọi được cái hàng này đấy, nhưng mà ví dụ anh em để đây là interface of B đấy, thì tôi chỉ cần biết là à tôi chỉ cần là có một cái ông là B thôi đúng không, là cái interface of B này, ông ấy sẽ có thể làm được cái gì đấy đúng không, sẽ có thể làm được cái gì đấy ở đây. Tôi chỉ biết là ông có thể làm cái gì đấy để thành tác vụ này đấy. Tôi không cần biết ông ấy làm nào cả, tôi chỉ nói chuyện với nhau qua interface ấy. Nó sẽ là dạng mục lỏng lẻo, nó không cứng lại thì các tầng nó sẽ linh hoạt giữa các cái tầng ấy. Ví dụ mình tự nhiên mình ở đây mình có một cái lớp C đi đúng không, nó cũng sẽ implement cái lớp interface of B, thực ra mình để tên tôi ở B nó không đúng ạ, mà thôi nói chung là đấy là một cái interface nhá anh em, đấy thì nó sẽ có một, nó cũng sẽ implement lại cái này đúng không, cũng sẽ in ra cái gì đấy
Và tí nữa nhá, anh em ở cái hàng main chẳng hạn đúng không? Cái hàng main của một cái lớp nào đấy. Không, em sẽ new ra cái à đúng không? Và anh em truyền truyền cái thằng tụi anh em mới tạo ra, anh có thể tạo ra một cái thì bằng new b đi đúng không? Đấy, họ em làm như này được interface of b đúng không? Một bằng new c cũng được, bởi vì c nó implement. Đấy, thì như vậy nhá. À đây đúng không? A bằng UI này. Nó có thể truyền vào cái thằng B này đúng ở B đi. C đúng không? Anh có thể truyền cái thằng instance ở B vào đây. Ừ. Đây mình mất rồi. Đấy, em có thể truyền được cái thằng này vào, hoặc là anh có thể truyền cái thằng instance of C vào không? Đấy, thì em có thể thấy là nó rất là linh hoạt trong lúc mà anh code giữa các tầng không, bởi vì chúng nó nói chuyện với nhau qua cái interface này. Đấy, thì em có thể thay đổi code đúng không? Anh ví dụ cái code B là bị lỗi, code B nó rất là dài dòng đúng không? Bị lỗi ở đâu đó, nên em không muốn phải sửa code trong đấy nữa, em có thể lắp cái implementation khác của cái thằng interface này, nhất thằng C vào trong cái thằng này đúng không? Đấy, tạo ra rằng buộc lỏng. Thì cái lớp A ấy, anh em không cần lớp A này đúng không? Lớp A này anh em không cần phải phải biết được là ở bên kia nó là lớp B hay lớp C chuyển được chuyển vào không? Không cần phải sửa code trong A gì cả. A nó chỉ cần biết đủ nhiều thôi. Nó chỉ cần biết đủ nhiều về cái bên kia thôi. Đấy là loose coupling. Thì anh em cứ ngẫm cái đấy nhá. Ngẫm cái đấy thật kỹ, bởi vì đấy thì mình ngẫm vào đấy thì mình sẽ hiểu được cái sao ở đây lại dùng cái interface này để mà nói chuyện ở bên kia, hay là code của JavaSpring ấy, mình cũng code của JavaSpring thì mình chuyện với các tầng bằng interface chứ dùng thẳng class là company service này. Đấy, mình không làm thế. Đó như vậy em cứ ngẫm cái đấy.